Đêm mưa con nhớ rõ điểm là đêm mưa, trời mưa lất phất, cái con đi ra sư phụ là con chuẩn bị để con nhảy xuống để con chấm dứt hết, là con không muốn chấp nhận được cái sự thật là con không sống vô dụng vô ích. Các bạn biết không, trong quá trình thực tập ở sân bay Tăng Thân thì mình có gặp một cái bạn trẻ, bạn năm nay mới 28 tuổi, đó là Tiến. Khi nghe cuộc đời của bạn, bạn chia sẻ với những cái khó khăn bạn đã vượt qua và cái cách thực tập của bạn, mình thấy rất là tuyệt vời. Hôm nay mình mời được Tiến đến để cùng chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thực tập pháp môn làng Mai, thực tập hơi thở để bạn có được hạnh phúc trên những cái khổ đau lớn của bạn như thế nào. Mời các bạn sẽ nghe Tiến chia sẻ. Từ nhỏ luôn á con, từ nhỏ xíu á, từ lúc con chưa học lớp 1 là bắt đầu đã bị in vô đầu những cái hình ảnh là ba đánh mẹ rồi, mà đánh dã man lắm. Về cái chuyện mà ba bạo hành mẹ thì con nhớ nhiều lắm, tại ba đã đánh mẹ con không biết bao nhiêu lần. Từ khi mà con có nhận thức là con đã thấy nó không có hạnh phúc như người ta rồi. Ba mẹ không có nói chuyện được với nhau và con cũng không nói chuyện được với ba. Ba con là một cái người rất là vụng về trong cái chuyện thương thương gia đình, thương mẹ, thương con. Trong gia đình con với mẹ thì tình cảm cho ba không có được nhiều. Con với mẹ thì thường thương nhau nhiều hơn. Ba gây đau khổ cho con với mẹ rất là nhiều. Con rất là ghét ba con. Con rất là hận và con cảm thấy rất là bất hạnh là tại sao mình lại sinh vô một cái gia đình nó không có trọn vẹn như vậy. Con không nhớ lần nào là lần đầu tiên hết, tại vì nó đã diễn ra từ lúc con còn nhỏ rồi. Có những bữa mà ba cầm dao ba rượt mẹ chạy vòng vòng trong xóm luôn, những cái đó nó in vô đầu con hết và nó thành một cái vết hằn á. Con nhớ nhất là cái lần mà có mấy lần ba cầm dao ba rượt mẹ con á, chạy vòng vòng trong xóm. Rồi con thì lúc đó còn nhỏ xíu à nên không có biết. Trong con lúc đó nghĩ là mình phải làm cái gì đó giúp mẹ, nhưng mà con nít mà mình không giúp được gì hết ngoài cái tiếng khóc của mình. Nên là lúc đó chỉ biết khóc, con khóc và gào lớn lên để cho người xung quanh người ta, mấy người sống chung xóm họ tới họ cứu mẹ. Nhưng mà thường thì người ta không có giúp, tại vì đèn nhà ai nấy sáng, người ta thấy nhưng mà người ta không quan tâm tới chuyện nhà mình. Có một cái sự kiện nó in vô đầu con tới giờ luôn mà con không quên được, đó là ba mẹ thắp nhang lên bàn thờ á để thề với nhau cái gì á, nhưng mà rồi lúc mà đang thề với nhau thì lại cãi lộn tiếp. Và cái bàn thờ ngày xưa do nhà nhỏ nên là làm một cái gian rất là bé, ở trên cao thì là cao, mà mỗi lần thắp nhang là phải bắt một cái ghế cao lên, thì ba đặt mẹ rớt từ trên ghế cao đó rớt xuống và con đứng dưới, con bàng hoàng, con hết hồn luôn, tại con sợ là té như vậy là mẹ chết hay sao đó, con rất là sợ. Rồi cũng gào khóc. Và đỉnh điểm là có một lần ba cầm cái cục cái ổ khóa bằng sắt bự lắm, bự cỡ này, thì mẹ đang đứng ngoài cửa, ba đứng ở trong, ba chọi ra thì nó sượt qua trán mẹ thôi chứ không có trúng thẳng vô mặt. Nhưng mà tự nhiên lúc đó con ngồi, con không biết cảm giác con lúc đó có gọi là trống rỗng không nữa, mà con nhìn ba mẹ cãi nhau, lúc đó con không khóc được như hồi nhỏ nữa. Lúc đó tự nhiên trong lòng con nói, ủa sao hồi xưa mình khóc mà bây giờ mình lại không khóc được giọt nào, mình cứ ngồi mình đơ ra mình nhìn giống như là không còn cảm xúc nữa. Nhưng mà tới lúc mà ba cầm cái đó ba chọi vô người mẹ con á thì bao nhiêu cái cảm xúc nó bùng lên, nó vỡ òa ra. Thế là lúc đó là con phóng ra, con đánh lại ba con đấm vô người ba. Dạ. Thì ba té ra ngoài. Tại lúc con lớn rồi nên bắt đầu tướng tá cũng vạm vỡ giống ba rồi. Ba con bự con lắm. Thì con đánh một cái thôi, nhưng mà lúc
cái thôi là đủ, con tỉnh lại. Con nói tự nhiên lúc đó trong lòng con nghĩ chết rồi, tự nhiên sao mình trên đời này là chỉ có ba mẹ đánh con thôi, chứ làm sao mà lại có chuyện mà con mà lại đi đánh ba mình. Rồi con cứ đứng đơ đó, xong tới lúc ba bỏ đi, trong đêm đó ba bỏ đi á, thì con cứ lên bàn thờ con giống như là con sụp đổ hoàn toàn. Vì lúc đó là con đã quy y rồi, mà làm vậy là mình cảm thấy rất là bất hiếu, nên là con cứ lên bàn thờ con khóc với bụt, rồi con cứ ngồi con lẩm bẩm muốn phát điên lên á. Thì cái đó, cái lần đó là lần cuối cùng ba đánh mẹ con. Và cái sợi dây, cái khoảng cách giữa con với ba con càng ngày nó càng xa nhau, cho tới cái ngày mà ba đi theo người phụ nữ khác, thì tới bây giờ chắc gần 10 năm mà con với ba không có nói chuyện nữa. Con do là bị thiếu thốn tình cảm trong gia đình nên là con lao vô con yêu một cách rất là mù quáng, và ai mà yêu con yêu lại rất là nồng nhiệt, và con giống như là con cho đi hết luôn. Khi mà cho mà không nhận lại được như con muốn thì con lại nhậu xỉn, con lại bắt đầu y như ba con. Nên là sau một cái thời gian như vậy, dài như vậy á, thì đỉnh điểm có một lần là con sử dụng ma túy đá. Cái lần đó là con sử dụng cái đó, con chơi từ tối tới trưa luôn. Mà lần đầu tiên con chơi cái đó mà con lại chơi quá liều nữa. Mặc dù là trong người nó lân lân lắm, nhưng mà vẫn có một phần nào đó trong con nó tỉnh. Và nó nói với con là tại sao con lại phá hủy cái cuộc sống con vậy. Con học rất là giỏi, 12 năm học luôn là học sinh giỏi. Thậm chí là khi vô đại học là con là thủ khoa của trường con luôn. Tại sao con lại phá hủy hết tất cả như vậy? Vì những cái cuộc tình rất là không đâu vô đâu hết. Rồi bây giờ lại tàn phá thân của mình và tâm của mình. Con lúc đó, bữa đó trưa con về con ôm mẹ con khóc quá trời. Thế là con kể hết tại sao con lại tối hôm qua con lại sử dụng cái này, lý do tại sao. Rồi con đang nghĩ cái gì trong đầu, con kể hết, con khóc. Rồi là con quyết tâm là con phải tách hẳn những người bạn không có tốt đó ra. Và con phải quay trở về với chùa, với những người bạn đạo của con. Bắt đầu con thực tập, con đi phóng sinh, con đi từ thiện lại. Thì đó là cái cột mốc mà con trở lại với đạo. Thì con có đậu vô công ty Apple. Thì giống như là cảm thấy sung sướng, mà thấy rất là tự hào. Mình được vô một cái công ty rất là lớn làm việc. Mà đậu vô được cái con thấy rất là kỳ vọng. Tại vì cũng phải qua rất là nhiều vòng, từ ngoại hình, rồi tiếng Anh, rồi kỹ năng chăm sóc khách hàng. Nên khi đậu con kỳ vọng dữ lắm. Nhưng mà kỳ vọng bao nhiêu, cái lúc mà con bắt đầu học training á, con bị sụp đổ hết. Tại vì nói tới điện thoại hay là những cái công nghệ máy tính này nọ, con không biết gì hết trơn hết. Con biết là con không có được có cái nền tảng như người ta, nên là con cố gắng rất là nhiều, cố gắng tới 10 luôn. Mà con thấy con cố gắng 10 rồi, con về nhà con học bài thêm, con tìm hiểu thêm tài liệu, mà con vẫn không giỏi bằng ta. Con đọc những cái thông số trong đó, rồi những cái mẫu mã này con giống như là nước đổ rầu dịch vậy, con không hiểu gì hết, mà con không nhớ được gì hết. Thế là cố gắng mà không có kết quả được. Bắt đầu con cảm thấy là mình bị vô dụng. Con cảm thấy hình như sống, tự nhiên lúc đó con có cảm giác là con sống trên đời này không có ích gì hết. Bao nhiêu cái ước vọng mình đặt vô mình, rồi mẹ mình cũng kỳ vọng vô mình, mà không làm được gì hết. Đó là cái niềm tin vô con đó. Tại vì hồi xưa con học rất là giỏi, con lúc nào con làm cái gì cũng phải là nhất nhì. Nên tự nhiên khi mà mình thua chính bản thân mình đó, và mình đầu hàng, mình nộp đơn xin nghỉ, tức là mình đầu hàng với lại cái khả năng của mình, thì nó sụp đổ hết, sụp đổ hoàn toàn. Con lúc đó con sụp đổ, con sốc lắm. Rồi con mất niềm tin vô bản thân con và cuộc sống này. Con thấy con không đáng để sống nữa, và con không thoát ra được khỏi cái suy nghĩ đó. Tại vì mặc dù trước đó con có biết đạo rồi, nhưng mà không có biết nhiều về sự thực tập. Nên là con cứ ngày nào cũng thức dậy là con nghĩ tới cái chuyện đó liền, là con bắt đầu con khóc, rồi con suy. Lúc đó là con đã trầm cảm rồi đó, mà con không biết là con đang trầm cảm. Con hay làm những cái chuyện
để cho người ta chú ý tới con, như là con rạch tay nè, rồi con nhậu, là con bỏ học luôn, con không học, con không làm gì hết, con không đi làm, không đi học. Thời gian đó là mẹ con khóc, khóc vì con không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là dạ con suy sụp và con nghĩ tới cái chết. Đêm mưa con nhớ rõ, đúng là đêm mưa, trời mưa lất phất, con lên trên con đợi mẹ say rồi. Bình thường mẹ con 9 giờ là mẹ con ngủ, mẹ con ngủ sớm lắm. Và bữa đó con đợi mẹ ngủ say rồi, mẹ ngáy rồi, thì mưa con đi ra ngoài mưa, con đứng, con leo lên cái ban công cao lắm, là con chuẩn bị để con nhảy xuống để con chấm dứt hết. Thì con không muốn chấp nhận được cái sự thật là con sống vô dụng, vô ích. Là con bắt thêm cái ghế nữa, con sợ là con nhảy ở mức đó không đủ chết, con bắt thêm cái ghế nữa. Rồi cái con nhìn quanh cái khu xóm nhà con, con bắt đầu ở đó từ năm lớp 1, lớp 2 tới lúc đó 22 năm, hai mấy năm. Con nhìn quanh bao nhiêu là kỷ niệm đó. Rồi cái con nghĩ là lần này lần cuối cùng mình nhìn thấy cái quang cảnh này. Rồi con hướng vô cái bàn thờ Bụt. Cái con mới nhìn Bụt, con nói là tại sao Bụt không cứu con, tại sao con đau khổ như vậy, và Bụt giống như là Bụt bỏ mặt con. Cái con nhìn Bụt, cái con nghĩ vậy á, mà mình nghĩ vậy thôi cho nhẹ lòng thôi, chứ thật sự con cũng không trách gì hết. Con mới nói với Bụt là con biết là người Phật tử thì không có được tự tử. Tự tử là nghiệp rất là nặng, con cũng biết như vậy là bất hiếu. Nhưng mà giờ con không thoát ra được cái này, con thấy con vô dụng quá mà sống á. Một con người sống mà vô dụng không nên sống nữa. Tại vì sống mà không giúp ích được cho gia đình, không giúp ích được cho xã hội thì không nên sống nữa. Nên con quay vô con nhìn Bụt, con nghĩ như vậy xong con nghĩ là con xin Bụt, nếu mà Bụt từ bi, Bụt tha thứ cho con cho cái lỗi con sắp phạm. Thì con không biết tại sao lúc đó con chuẩn bị con phóng xuống thì mẹ con tỉnh dậy. Mẹ con đi lên, mẹ con thấy con đứng ngoài cái đó. Mẹ con hết hồn luôn, mẹ con la lên, mẹ con kêu Bí, con làm gì vậy? Cái tự nhiên cái tiếng kêu của mẹ giống như là tiếng gọi của Bụt vậy. Đúng ngay cái thời điểm đó, tự nhiên cái mẹ kêu thảng thốt lên vậy, cái con giật mình lại. Giống như là Bụt gọi con về vậy. Con tỉnh lại, con quay lại, con thấy mẹ con khóc. Tự nhiên cái con mọi cái suy nghĩ mà từ từ con nó lắng xuống hết luôn. Cái con quay vô, con đứng đơ ra, con nhìn mẹ. Cái mẹ chạy ra, mẹ ôm con xuống. Thì khi mà mẹ dắt con được xuống dưới tầng của con rồi, thì lúc đó con nghĩ là nếu mà con không chết được á, là phải có con đường thoát ra, chứ không thể nào mà chấp nhận sống như vậy được. Bởi vì mình cảm thấy mình sống vô ích rồi, mà bây giờ mình còn làm khổ mẹ mình nữa, và mình làm cho mẹ mình khóc, mới vừa rồi mình làm cho mẹ mình khóc nữa, làm khổ mẹ rất là nhiều nữa, thì mình càng rất là vô dụng. Nên là mình càng phải vượt qua được cái biến cố này. Các bạn hãy đợi nhé, vài bữa nữa chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Tiến, và sẽ được đọc cái bức thư của Tiến, bức thư tình của Tiến gửi cho ba. Và biết đâu sau đó thì mình sẽ lại được Tiến chia sẻ về cái kết quả mà Tiến gặp ba, và Tiến đã ngồi yên để lắng nghe với cái tâm từ bi để lắng nghe cái truth, cái nỗi khổ của ba được truth qua cho Tiến như thế nào. Thì đến lúc đó chắc là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái thú vị và cái yêu thương từ Tiến, và cái mạnh mẽ mà Tiến đã thực tập được. Hẹn sẽ gặp lại Tiến ở những cái số sau. Cảm ơn các bạn. Tiến có thể hứa hẹn với mọi người cái điều đó không? Vậy là con hẹn gặp lại mọi người với lại một câu chuyện mới, giống như là một sự sang trang khác trong cuộc đời của con.
đi. Buồn đang thở, buồn đang đi. Buồn là thở, buồn là đi.